Nhưng mà điểm mà mình chê mỗi về con Kia Gaba này đó là cái phanh tay này. Nó mà là chuyển sang phanh tay bằng điện tử thì nó ngon hơn rất là nhiều. Xin kính chào khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Và đứng cạnh tôi đây là chiếc xe Kia Gaba với tên gọi mới, nhưng mà trước đây nó là Kia Cerato. Một chiếc xe mà chúng ta không còn lạ lẫm gì nữa rồi, đúng không ạ? Và đây là một trong những mẫu xe mà Kia họ cho ra mắt vào cái thời điểm cuối tháng 9 vừa rồi, thì sau một cái đợt giãn cách rất là dài, đúng không ạ, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Hà Nội. Và với cái dàn sản phẩm mà Kia họ đang muốn đưa về thị trường Việt Nam rất là nhiều, trong đó có Sorento, có Sonet, có Kia EV6, Terrorist, và bây giờ chúng ta có mẫu xe Kia Gaba, một mẫu xe hạng C rất được mong chờ trong năm nay. Kia Gaba thì là một trong những chiếc xe mà với tên gọi khác là Cerato và một số các tên gọi khác ở một số các thị trường nước ngoài nữa, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008, thay thế cho mẫu xe Kia Spectra. Và hiện nay thì mẫu xe này đang thuộc thế hệ thứ 3, thuộc thế hệ thứ 3 các bạn nhé. Còn phiên bản này là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, chứ không phải là phiên bản nâng cấp về thế hệ. Nói về Kia Gaba thì đúng rằng là tôi phải nhắc đi nhắc lại một lần nữa rằng là Hyundai, Kia, những mẫu xe đến từ Hàn Quốc, họ làm rất tốt ở khâu thiết kế sản phẩm. Từ khi mà Peter Schreier là một trong những giám đốc thiết kế của Kia về đầu quân cho hãng, thì anh ấy đã cho ra những cái sản phẩm phải nói rằng là nó rất là trẻ, nó rất là táo bạo, và giúp cho Kia đạt được, gặt hái được rất nhiều cái sự thành công ở các thị trường châu Âu, Mỹ và một số các thị trường Đông Nam Á nữa. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút với nhau về cái thiết kế ở phần đầu xe. Kia mặc dù là họ thay đổi cái thiết kế, thế nhưng mà họ vẫn giữ nguyên cái phong cách truyền thống của họ, duy trì từ bao nhiêu thế hệ và bao nhiêu dòng xe khác nhau, đó là thiết kế theo kiểu dạng hình mũi hộp với phần mặt ga lăng, các bạn có thể thấy ở đây. Và những cái họa tiết ở phần phía bên trong ở đây, nó bây giờ nó đã được gọi là sử dụng trên rất nhiều các dòng xe khác nhau, từ Sorento, từ Carnival vừa mới ra mắt, đúng không ạ? Và với cái thiết kế này thì thực sự là nó mang tới những cái nét hầm hố. Theo như mình tìm hiểu thì Kia Cerato nó lấy cái phong cách thiết kế, là ảnh hưởng đến phong cách thiết kế của Kia Stinger, một trong những mẫu xe thể thao của Kia. Đó, rất là đẹp mắt, rất là hầm hố. Và về mức giá bán thì hiện tại Kia Trường Hải phân phối Kia Gaba phiên bản mới với tổng cộng là 3 model, lần lượt từ 529, 629, à quên xin lỗi các bạn, 559, 629 và 659 triệu đồng. Mình vẫn thường nói rằng là đây là một trong những mẫu xe hạng C có mức giá hạng B. Đấy, để mà nói so sánh với các đối thủ như là Civic, Actis hay là Mazda 3 thì chắc chắn Kia Gaba có một cái mức giá ngon nhất phân khúc, thực sự ngon. Và thiết kế rất là đẹp mắt các bạn nhé. Nó khác với cái thiết kế của những người đàn anh vừa mới được ra mắt như là Carnival, thì cái cụm đèn chiếu sáng của Gaba nó thiết kế nó to hơn. Tuy nhiên mà thiết kế theo kiểu dạng mảnh, vuốt khá nhiều về phần phía tai xe các bạn nhé. Mà nó có những cách tạo hình nó rất là đẹp mắt, với những cái dải đèn LED đứt đoạn ở đây rất là đẹp các bạn nhé. Rất là đẹp. Ở phía bên dưới thì chúng ta có một cái khe hốc hút gió hai bên, nó rất là đẹp mắt, và thiết kế nó ăn nhập với toàn bộ cái phần đầu xe và được sơn một cái tông màu đen. Đấy, rất là đẹp các bạn nhé, đẹp mắt. Ok, chúng ta thì tới phần xe của mình. Phần xe có những sự thay đổi ở đây rồi, chúng ta có một cái phần la răng xe với đa chấu và sử dụng hai tông màu mà mình chia sẻ với các bạn rất nhiều rồi. Bây giờ hiện tại thì các mẫu xe hiện nay theo đuổi cái thiết kế với phần la răng nó thông thường sẽ sử dụng hai tông màu và với cái kiểu phanh xước ở đây. Đối với phần lốp của chiếc xe này thì được sử dụng lốp Continental. Lốp này rất là ngon đấy các bạn nhé. Chỉ sau Michelin thôi. Rồi 225/45, la răng 17 inch. Phía đằng sau thì các bạn mới thấy rằng là cái phong cách thể thao của Kia Gaba nó thể hiện như nào. Và đối với những anh em trẻ tuổi như mình thì thực sự rất là thích.
thực sự rất là thích cái phong cách thiết kế của Kia Carbon luôn. Nó đẹp mắt và xuyên suốt ở trong một cái thiết kế của tất cả các dòng xe Kia hiện nay, thì các bạn có thể để ý rằng là cái cụm đèn hậu của nó thông thường nó sẽ được thiết kế tràn sang hai bên. Đó. Sử dụng hoàn toàn bằng LED. Đấy. Nếu mình dùng máy cho bạn xem nhé. Cái cụm đèn hậu cũng rất là đẹp mắt. Rồi ạ. Ồ là thế. Đấy, thế này. Đấy. Các bạn có thể thấy là cái thiết kế ở phía đằng sau nó cũng ăn nhập với cái thiết kế ở phần đằng trước với cái cụm đèn hậu. Đấy. Hậu ngoài thì nó mảnh hơn. Đấy, ở trong thì nó thiết kế ăn nhập với cả cái điểm viền ở đây, rất là đẹp. Và theo kiểu dạng đứt đoạn, đẹp thật. Đấy, thể thao, rất là thể thao. Đây, đây nó cũng chỉ là cái hốc giả thôi, nhưng mà cái quách dưới này trông nó rất là thể thao, rất là đẹp. Sử dụng nhựa phôi sần. Cốp nhẹ tênh, rộng tênh can. Cốp này rất là ok, rất là rộng. Thôi đi khám phá một chút bên trong của thân xe đi. Phần đầu xe khi bật đèn một chút rất là đẹp. Vào bên trong khi anh qua thung lũng. Đây là cái phần táp ly của xe nhá, sử dụng cái hai tông màu. Với cái phần phía bên trên này sử dụng kiểu dạng là da mềm, da công nghiệp da mềm. Nói chung là rất là đẹp. Chắc chắn đấy chứ? Chắc chắn. Yeah. Cũng được, chắc chắn đấy. Nó không bị phòng phành kiểu. Cửa gió theo kiểu dạng tuabin này. Đẹp. Cửa gió kiểu dạng tuabin, rất là đẹp mắt. Trông thể thao, nó nhìn chung là tổng quan thì rất là trẻ. Đây các bạn nhá. Cái mẫu xe Kia K3 phiên bản mới thì được nâng cấp ở trên phiên bản Premium. Đó là màn hình 10.25 inch. Đối với hai phiên bản thấp hơn thì sử dụng màn hình 8 inch. Đấy. Thì tất cả những cái màn hình của Kia, các mẫu xe Kia hiện tại thì sử dụng bằng giao diện tiếng Việt và tiếng Anh đan xen lẫn nhau. Và đặc biệt là được trang bị cái màn hình tính năng. Đó là bản đồ vệ tinh được sử dụng riêng cho thị trường Việt Nam, Việt hóa hoàn toàn. Đấy. Không biết tiếng Anh thì chúng ta vẫn có thể là dễ dàng sử dụng ở đây. Rồi tất cả đều kết nối với cả Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Mỗi cái là trên phiên bản này thì chưa được sử dụng, chưa được trang bị Apple CarPlay không dây như ở phiên bản có mặt tại thị trường Hàn Quốc. Thôi nhưng thế cũng không sao cả. Lẫy chuyển số sau vô lăng cũng là chi tiết nâng cấp được trang bị thêm trên mẫu xe Kia K3. Lẫy chuyển số sau vô lăng ngon, cửa sổ chơi. À, rồi còn gì nữa không nhỉ? À, ghế thì thông gió này, sưởi sấy này, cả hai bên lái bên phụ đều có. Chuyện ba chế độ lái normal, eco, sport. Con này thì mình chạy thử rồi, rất là phê. Sắp tới đây sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết về khả năng vận hành của nó. Nhưng mà điểm mà mình chê mỗi về con Kia K3 này, đó là cái phanh tay này. Nó mà là chuyển sang phanh tay bằng điện tử thì nó ngon hơn rất là nhiều, mà được cộng thêm điểm. Còn phanh tay này nhìn hơi thô. Đấy. Chìa khóa thì có khả năng là nhá, nổ đề nổ chìa khóa từ xa nhá các bạn nhá. Có hết. Con này nhắc cái phanh tay ở đây. Ơ, hàng ghế thứ hai tí đi. Rồi. Ôi, hàng ghế thứ hai thì chúng ta có cửa gió điều hòa này, chắc chắn rồi này, cổng sạc cho smartphone. Không gian thì ở mức gọi là rộng,
kiểu như so sánh với Mazda 3 rộng, rộng này. Đấy. Có bệ tì tay. Nhưng mà với những người mà cao khoảng tầm 1m75 thì nếu mà ngồi đứng như thế này thì đầu sẽ hơi chạm trần. Đầu sẽ hơi chạm trần. Còn nếu mà ngồi dõi ra như thế này, thoải mái như thế này thì sẽ không bị chạm. Chân thì cũng vẫn có thể thoải mái với cái ghế phía đằng trước. Em có nơi anh không? Trên mẫu xe IAK3 2021 phiên bản nâng cấp thì nó vẫn sử dụng khối động cơ 1.6 Gamma chứ không phải động cơ Smart Trim như là ở phiên bản ở Hàn Quốc. Thì khối động cơ này thì như các bạn đều biết thì nó rơi vào khoảng 126 mã. Nói chung là với khối động cơ 1.6 này thì mình đánh giá về mức độ bền bỉ thì từ trước đến nay động cơ này nó rất là lành, bền bỉ. Còn với khối động cơ Smart Trim chưa chắc nó đã hay như khối động cơ này đâu các bạn ạ. Bởi vì thực ra nó về xét về công nghệ thì là được cải tiến, nhưng mà để mà nói về độ mức độ bền bỉ, về mức gọi là thực dụng thì mình đánh giá cái khối động cơ 1.6 này trải qua những thế hệ vẫn sử dụng động cơ này, kết hợp với hộp số 6 cấp treo trước là MacPherson, treo sau thì sử dụng dầm xoắn chứ không phải dạng liên kết đa điểm, dầm xoắn giống với Mazda 3. Thế thì thực ra thì dầm xoắn thì nó sẽ cân bằng hơn, nó sẽ cứng chắc hơn các bạn chạy tốc độ cao ngoài đường trường. Nhưng mà đổi lại thì nếu như mà di chuyển khoảng tầm 1 đến 2 người lớn thì nó sẽ tương đối là cứng. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải bắt buộc phải đánh đổi, không cách nào khác. Nói chung nếu mà tổng thể về mức giá bán mà Thaco Kia Trường Hải họ đưa ra với Kia K3 từ 559 triệu tới 659 triệu, mình cho rằng Kia K3 vẫn rất đáng mua, vẫn rất đáng mua. Còn lại ý kiến bình luận của các bạn thế nào thì hãy cho chúng mình biết bằng comment ở phần phía bên dưới nhé. Xin kính chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.